trình diện đến các anh chị em nhà mình những siêu phẩm được làm trên chất liệu gỗ Ngọc An. Và hôm nay thì là ngày mùng 6 tháng 7 thì em Thùy mới hoàn thiện xong hai tác phẩm di lặc được làm trên chất liệu gỗ Ngọc An. Và những anh chị em nhà mình quan tâm hoặc đang muốn sở hữu một tác phẩm trên chất liệu gỗ thơm thì hãy cùng em gái theo dõi hết video này nhé. Thì đây ạ, tác phẩm đầu tiên mà em gái muốn mang đến cho các bác nhà mình cùng thưởng lãm đó là một ngài di lặc chúc phúc ạ. Được làm trên một phôi gỗ gốc các bác nhìn nhá, rất là già và với những cái đường tinh dầu thì dày kít luôn ạ. Nên là những cái sản phẩm Ngọc An này thì các bác nhà mình nếu mà đã yêu gỗ rồi thì không còn xa lạ đúng không ạ? Ngọc An là một trong những cái dòng gỗ có một mùi thơm rất là dễ chịu. Và đặc biệt khi các bác mình trưng trong không gian nhà thì nó sẽ lan tỏa ra một mùi thơm vô cùng là ngọt ngào. Và với cái tác phẩm này của em thì cao là 104, ngang 48 và sâu là 28, được thợ đục liền khối 100%. Và hơn nữa là từng đường nét đục tỉa cũng được thợ bên em trau chuốt rất là kỹ luôn ạ. Đây anh chị em nhà mình hãy ngắm nhìn từng diện mặt này hay từng nét đục của bên em, diện mặt thì được thợ đục rất là hoan hỉ các bác nhà mình nhá. Từ ánh mắt này hay là khóe miệng và từng hàm răng của cụ thôi cũng được thợ đục đều thăng tóc. Và đặc biệt bên trong đó là một cái phần lưỡi của ngài đấy ạ, cũng được thợ đục kênh đục cong lên rất là đẹp luôn các bác nhà mình nhá. Đây ạ, một tác phẩm đục rất là có hồn luôn. Và với cái tác phẩm này thì đó là một mẫu di nặc chúc phúc anh chị em nhà mình thấy không ạ? Hai tay ngài chắp vào nhau và ở dưới đây thì đó là một đồng tiền. Và từ những cái phần tà áo nha thì bọn em đã để nguyên cái phần da gỗ để cho cái tác phẩm nó được độc đáo cũng như là tự nhiên hơn. Còn ở phía phần dưới đây thì bên em đục có đan xen, đó là một củ sâm để thể hiện sức khỏe cũng như là sự trường thọ cho gia chủ mình, và với những cái khóm hoa hay là những gợn sóng để tạo điểm nhấn cho phần đế này. Và với cái sản phẩm này là cũng là một cái phôi gỗ mà bên em lựa chọn rất là kỹ, một phôi gốc thôi mình nhá, với những cái đường vân dày và tinh dầu rất là nhiều. Và với cái sản phẩm này thì hôm nay bên em giao lưu với các bác mình giá là 14.200.000. Nếu anh chị em mình quan tâm mãn nhãn với tác phẩm đầu tiên thì hãy nhanh tay inbox cho em Thùy nhá. Và tiếp theo thì sang tác phẩm mã số 2. Thì với mã số 2 này thì đó là một ngài di lặc cầm lá sen ạ. Lúc này thì cao 107, ngang 46 và sâu là 25. Thì với cái sản phẩm này thì anh chị em mình cũng ngắm nhìn cho em ạ. Với những diện mặt di lặc của bên em thì bên em đều nhờ đến những đôi bàn tay của người thợ top 1 tại làng nghề, đó là nghệ nhân Xuân Sáng ạ. Chế tác thì anh chị em như mình thấy là diện mặt của nghệ nhân này thì rất là hoan hỉ các bác nhà mình nhá. Và gần như là bác nào nhìn ngắm diện mặt này cũng đều rất là ưng ạ. Và đặc biệt hơn thì đến đường nét đục tỉa thì anh chị em như mình thấy là với một ngài di lặc thì cũng được thợ trau chuốt từ những cái phần viền áo này hay là cái dáng đứng và từ những cái phần đôi bàn chân hay bàn tay thì cũng được thợ làm trau chuốt rất là kỹ nhá. Và với cái mẫu này thì cũng là một phôi gỗ rất là già, anh chị em mình có thể ngắm nhìn từ những đường vân ạ, rất là dày. Và cái phôi gỗ thì với những cái màu gỗ sẫm, thâm sẫm thì anh chị em mình biết là cái phôi gỗ rất là già và nhiều tinh dầu rồi, nên là cũng được bên em lựa chọn số 1 luôn ạ. Và với cái tác phẩm này thì bên em đang giao lưu với anh mình giá là 14.600.000. Nếu anh chị em là nhà mình quan tâm thì cũng có thể tham khảo cho em mã số 2 nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em Thùy đã giới thiệu cũng như là gửi đến các chị em nhà mình hai mẫu di nặc được làm trên chất liệu gỗ Ngọc An với hàng tuyển chọn từ phôi gỗ đến đường nét đục tỉa của những người nghệ nhân tại làng nghề. Nếu bác nào nhà mình quan tâm thì hãy nhanh tay inbox qua số Zalo của em gái là 0338 528 529 hoặc 086 678 9910.